1, 2, 3. Nhiều ra ít bị. Gì vậy? Gì vậy? Anh luôn bị. Nhiều ra ít bị mà. Không có ai chơi cái luật của tụi em. Tay trắng tay đen. Giới trẻ bây giờ người ta chơi kéo búa bao luôn. Thôi, nhiều ra ít bị. Hai. Giới trẻ rồi mà nãy tôi thua đó. Nhiều ra ít bị. 2, 3. Nhiều ra ít bị. Wow. Anh bị á, bị kìa. Tay đen rồi luôn. 2, 3. Nhiều ra ít bị. Rồi, đây Thúy Ngân bị đầu tiên. Xin mời. Rồi, 3, 2, 1, go! Chuột chít. Con chuột. Chuột chít. Con chuột. Chuột chít. Con mà. Con gì? Con gì? Chuyện hồi xưa, chị đâu có được á. Đâu có được, chị cho bất ngờ lên. Con mèo. 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 Con sai chỗ, sai chỗ vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Khó khăn quá. Một không, bởi vì dạng thua dạng thì mình đợi bên đây, thì đợi bên đây thua đó. Một hồi tôi hy vọng Tiểu Vy sẽ đập Trương Thế Vinh. Thì như ta cũng đổi. Go, go. Con chuột nè. Cái gì vậy? Con chuột này, con chuột này. Chuẩn bị luôn rồi. Ngồi xuống tiên lực lại vì vậy. Nếu mà đó là con chuột thì chết rồi. Ủa anh mắc cười quá, chắc em ngán anh à. Con chuột cái lại. Chết liền. Con thú có chuột không nhỉ? Anh làm gì anh mê em quá vậy anh? Bà ngồi nhìn phía trước cho. Không, anh làm gì mà anh là con mèo. Con mèo. Con mèo. Sao đi thêm dạ, vòng em phải nhanh lên, em chậm quá lần bị tao bắt anh liền. Ơi, nhanh té chết luôn. Dạ rồi, làm đi. Trời ơi, toàn trắng luôn. Con chuột, con chuột. Con chuột. Rồi nhìn phía trước. Anh vàng quá. Con vàng quá. Mèo. Mèo. Ủa dạ. Chơi trò này dở gì ta. Mọi người ơi, mọi người chơi công bằng, mọi người ngồi xuống nhìn phía trước đàng hoàng. Em vừa mới phóng là bên này. Anh em nhìn phía trước hết nha. Ở đây nè, toàn là chuột cống không à. Thế là từ đâu? Được rồi ba. Con chuột, con mèo, con mèo. Con mèo. Ủa sao em bị hoài vậy? Em chạy nhanh lắm rồi. Ba lần rồi mà chỉ chơi có 10 lần, thua 2 lần nữa là xong luôn. Một mình em thua 3 lần là tội em còn có 2 lần nữa. Dạ em chơi đi em. Ủa sao mặt tì với ta, em cũng chạy nhanh lắm. Em ráng đi cho người khác chơi đi, em chơi hoài. Em cũng đâu có đâu mà sao khổ đi con chuột nè. Con chuột, con chuột. Con mèo. Con mèo. Mèo. Anh sẽ chạy luôn anh Sơn ơi. Anh chạy luôn á. Dễ quá à. Không được chạy. Ok. Để coi okay, được không nha. Mà phải đúng cái tay người đó nha. Đúng rồi. Vinh ngồi sát cho Vinh. Đúng phải tay người khác nha. 4 lần rồi nha, 4 lần rồi nha. Rồi, 4 lần đã thua rồi. 3, 2, 1, go. Con chuột. Lớn nha. Con lớn đâu mà anh có cười quá. Anh sao? Ôi, thích làm gì vậy? Thôi hỏi anh em mình làm gì vậy? Không, nó giận tay tôi vậy sao tôi chơi? Con chuột, con mèo. Chán mà dạ quá. Biết quát chạy không được. Thật sự luôn á. Ủa, 5 lần rồi đó. 5 lần.
Thôi em đổi người phải đi. Phải là em chơi mới vui. Khi nào em thắng thì em thoát cái kiếp con chuột được. Em phải thắng đi, em phải tự thôi vận động đi. Mình nhường em một lần thôi cho. Tôi có làm gì đâu, tôi ngồi im chỗ. Em đi ngay qua tôi quýnh gì thôi. Chạy vô động luôn à. Tự nhiên chạy chỗ luôn chi vậy. Trời ơi. Nữa hả? Nữa. Trời ơi, xin lỗi đội mình thiệt sự chứ. Chơi tiếp không? Con chuột. Em muốn là người khác chơi thì em kêu đội em đi. Ờ, kêu con mèo đi. Ờ ha, đúng rồi. Mà vua điểm luôn hả? Thì mình chấp nhận thua một điểm thôi. Để đổi người khác. Đổi anh Vinh đi. Ừ. Con chuột. Con chuột. Con chuột. Con mèo nè. Đừng có đụng chị. Em đụng nó dạ bị nữa rồi. Đừng có đụng chị. Cho chị về chuột. Sao không? Sao không? Hay thiệt chứ. Là anh hiểu được chơi chưa? Anh ba hiểu quá anh ba. Không, em hiểu rồi. Anh Vinh anh đứng dậy không được. Anh định dịnh chị dạ đứng không dậy phải thôi. Không, trong đầu này được. Cho mình thua 10-0 luôn. Thua 10-0. Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VION. Em lại chơi được. Em kêu con mèo đi nè. Con chuột. Con chuột. Con chuột. Con chuột. Con chuột. Em đụng vậy cho chị ngồi. Dạ vui quá. Con mèo. Chưa đi giật. Em đụng chị đi. Hôm qua em phải đưa giấy chị mới được. Chưa bắt được con chuột. Chưa con chuột gì. À quên. Cái đội này chưa hiểu luôn đấy. Con cái chạy về, con chạy về con kiếm không được người ta thì con mới bắt đầu một trò chơi mới. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời em không hiểu luật chơi. Lâm với già thắng lượt này, Tiểu Vi là người bị tiếp tục. Phải tính điểm, bị thua cái này. Bảy không rồi. Bảy rồi, mình thắng. Bảy rồi, rồi thắng rồi. Con chuột. Nhanh nha, nhanh nha. Con chuột. Con mèo, con chuột. Vi chơi lại, Vi con bị tiếp rồi. Ôi gì nếu vậy em phải ngồi giữa chứ. Đúng để rồi, đổ, cách đổ đội đi. Em ra, đổ đều, cách đội em ra. Chú đang đói bụng lắm nha con, đừng có kêu chú nữa nha. Gan ghê đó, dám đụng lục quá. Nghĩ anh chạy không nổi á. Nghĩ tôi già. Ôi trời. Hả? Đi ra một lượt không gây cũng được, không sao. Một lượt không gây cũng được. Trượt ơi. Này trượt cống hay sao mà bự dữ vậy. Sợ ghê lắm. Ghê thiệt á. Hay quá ha. Mới có nẹt ra té từ. Chuột ơi. Chuột. Gì vậy? Chung đội mà mình. Con chuột ơi. Tao rụng bé rụng lại bảy luôn. Mèo. Yeah. Chơi 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 chơi. Rồi. Thắng đầu thắng. Vi ơi, phải về đây nè. Cái gì vậy? Chạy đi. Ủa cái gì vậy? Một điểm đi, đó một điểm đi. Anh ghê quá, anh là con quỷ rồi. Ôi, không có tính cho luôn á. Cái tám một. Con chuột, con chuột. Con chuột. Bảy lần rồi. Con chuột. Con mèo. Đi đây, đi đây, đi đây, nhanh lên, nhanh lên. Chụp cái giò, chụp cái giò. Cái giò ổn rộng lắm, nhanh lên, nhanh lên. Đẩy không, đẩy không, đẩy.
Chết lắm, muốn tôi chết á. Đúng rồi Bi, đúng rồi. Trời ơi, thiệt cái tôi thích ghê luôn. 82 con quỷ quỷ nè. Em không có chơi kiểu mà đâm lén sau lưng đồng đội nữa nha. Đâm em có đâm anh đâu. 7 lần rồi. Ngó lần trước đi. Ngó lần trước. Ngồi sắp xuống đàng hoàng. Con chuột. Con chuột. Đi một vòng luôn. Con chuột. À, thư giãn thôi. Té một cái. Con mèo. Ủa? Ê, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Con điên hả? Con này con điên hay con gì vậy? Tự nhiên nó dí kỳ vậy con vậy trời. Con này con điên. Nó dí con điên vậy trời. Bắt con bắt rồi. Không, em bị á. Nói em bị á. Thì anh lại đây. Biết được chơi không vậy? Cái bạn là ổng kìa. Ê, chơi kìa. Cái trò chơi này từ đầu là Lâm Vĩ Dạ đã thua rồi. Nhờ Lâm Vĩ Dạ đó. Nhờ Lâm Vĩ Dạ. Một mình Lâm Vĩ Dạ chơi tiêu diệt toàn đội. Em mà biết vậy đâu ngồi em cười như vậy thì bây giờ đâu. Tại vì em chơi căng thẳng em hơn. Em biết rồi em không chơi được bởi vì Dạ không thoát được chính mình mà. Đáng lẽ có 7 à. Mà anh Vinh khều cái mới là 8 á. Anh có biết đâu anh được tới 10. Trời ơi cho em chơi lần đi. Vinh chơi đúng không? Rồi mời Luật ngồi xuống. Nếu Vinh thắng thì không sao, còn Vinh thua là mua nước cho anh em uống. Yeah. Còn không cần biết là Vinh đụng ai nha, này chơi cá nhân thôi. Anh ba đừng đụng em nha anh ba. Nếu mà Vinh mà thua á là Vinh mua nước, còn có người mà được Vinh gọi là mèo á mà thua thì mua nước. Em chạy tới nơi tới chỗ luôn nha anh ba. Không có Vinh là chuột. Quay phía trước đi. Chuột. Mèo. Mèo. Ủa em ra chân trung đội mà. Ủa cá nhân mà. Nhanh lên, nhanh lên. Vậy đây nè. Nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy. Nhanh rồi cá nhân mà. Ủa hoài. Nó rồi nó ủa hoài đúng lên. Trời ơi Dạ ơi là Dạ. 7 ly nước. Chị Dạ đây là chơi dở nhất, ý con sao? Ví dụ như mà con thắng thì chị Dạ đỡ bù. Mà con thua thì chị Dạ cũng bù. À, nếu bé thắng chị Dạ, có nghĩa là giờ chị Dạ xong rồi. Bây giờ tới em thôi. À, là tới con thôi hả? Riêng cá nhân con hả? Đúng rồi. Con đụng ăn được nha, không cần phải chị Dạ nha. Chú cũng còn đói bụng lắm. Không ngon anh vậy luôn á. Bài 1, go! Chuột. Vinh ngồi xuống đàng hoàng. Chuột. Bé rón rén. Chuột. Nữa, dòng nữa cũng được không sao? Gì mà chú nhìn con hoài vậy? Đâu rồi chú, về chú nhắm mắt luôn à. Chuột luôn con, chuột luôn. Mèo. Chạy mà. Chạy mà Bi. Chạy mà. Chạy mà. Trời ơi, tôi đụng rồi. Sao không? Không sao, không sao. Có đập đầu không? Thật ra là chỉ đụng bên kia rồi phải không? Không, không có, chưa tới. Trời ơi, con ơi, con hết lựa người cũng lựa ông này. Tôi đụng bảo bên đây rồi. Không phải. Ý. Tại chú Lực vui. Chú Lực vui quá. Tại chú Lực già. Tại chú Lực già.
Nghĩ làm mấy vòng rồi chú Luật mệt phải không? Không phải, tại mặt chú Luật nhìn ghê lắm. Ủa ghê sao con đụng chú hoài vậy? Tại vì chú nhìn con thấy ghê. Thôi nói chung là đội của Trương Thế Vinh, Tiểu Vi, Lâm Dạ thua toàn tập ha. Chơi chung cũng thua mà chơi riêng cũng thua. Giờ phải làm sao để thắng? Bây giờ tới phiên tôi chơi nè. Chuột. Mèo. Ôi sập dây nè vậy. Tôi kêu mèo mà sao tự nhiên con nhảy ra cắn. Anh đụng em. Đụng vào đâu? Anh đụng em. Tôi kêu đụng con ngân không? Đụng ngân. Không phải ông dứt cái chân vô người anh. Em thử đâu ông mày gì nữa. Mày thua nè. Anh thua rồi, anh chơi tiếp. Vinh thua, Vinh chạy đi. Anh chọn em rõ ràng mà. Trương Thế Vinh, Tiểu Vi và Lâm Vy Dạ đã thua rồi. Tỷ số hiện tại là 1-0. Hai ngày một đêm, 1000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng VOON.